Quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video để hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký B-Network cho các bạn. Bởi vì cái này thì rất là cũ rồi nhưng mà nhiều người mới vẫn không có thể nào đăng ký được thông qua các bước ở trên bài viết được các bạn. Khi mình gửi bài viết thì các bạn không có đăng ký được. Cho nên là để tốn ít thời gian mà cho việc hỏi thì mình đã làm cái video này để giúp đỡ cho các bạn. Cho nên các bạn cũng thông cảm cho mình, mà khi các bạn xem video thì các bạn hãy xem kỹ và đăng ký theo nha. Rất là đơn giản các bạn. Chứ các bạn để mình phải hướng dẫn qua thì trên bài viết mình cũng để các bước, nhưng mà các bạn nếu mà không hiểu các bạn có thể xem qua video để mà làm theo nha. Thì mình đang sử dụng trên cái điện thoại Android cho nên là iOS cũng giống như nha các bạn. Rồi. Đầu tiên các bạn hãy vào CH Play nha. Mình hướng dẫn trên Android thì vào CH Play, còn nếu các bạn sử dụng iOS thì các bạn vào App Store nha. Rồi, bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn gõ vào đây nè. Cái dòng chỗ này nè các bạn. Các bạn gõ vào là B-Network cho mình nha. B. Rồi, cách ra. Network, đó, nó có chữ này nè các bạn. Các bạn thấy chữ này không? Các bạn bấm vào đây. Đó, cái chữ đó, B-Network. Rồi sau đó các bạn bấm vào cài đặt cho mình. Đó. Rồi các bạn chờ nó cài đặt nha. Các bạn cứ làm theo từng tí một, như mình là chắc chắn đúng nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó tải về và cài đặt vào. Rồi, các bạn đã thấy nó đang cài đặt không? Các bạn chờ một chút xíu nha. Rồi, sau khi nó cài đặt xong, các bạn bấm vào mở cho mình nha. Bấm vào đây. Rồi. Đến bước này, thì các bạn, nếu mà các bạn có cái Facebook á, nếu các bạn có Facebook thì các bạn bấm vào Facebook. Còn nếu các bạn muốn cài đặt một số điện thoại thì các bạn bấm vào cài đặt số điện thoại nha. Không sao cả. Bởi vì nếu ở đây thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký qua số điện thoại nha. Còn các bạn mà chọn Facebook qua chơi cũng được. Sau này các bạn lại đi xác minh số điện thoại nha. Thì trên kênh của mình cũng có cái xác minh số điện thoại rồi. Thêm số điện thoại vào và xác minh cũng có nữa. Còn ở đây mình hướng dẫn các bạn là cách tạo bằng số điện thoại nha. Thì các bạn lúc vào Continue with phone number nha. Lúc vào đây. Dòng thứ hai nè. Lúc vào đây. Rồi. Ở phía trên này các bạn thấy là về United States cộng 1 nha. Thì các bạn hãy chọn vào Việt Nam. Bằng cách là các bạn bấm vào đây. Nó sổ xuống rồi các bạn chọn Việt Nam nha. Việt Nam là cộng 84 nè các bạn. Các bạn chọn vào đây. Rồi. Ở dưới này các bạn điền số điện thoại nha. Số điện thoại vào. Và điền số điện thoại vào thì các bạn bỏ cho mình cái số 0 đầu tiên nha. Này. Rồi để mình điền cái số điện thoại vào nha. Đó. Đó các bạn điền số điện thoại vào, bỏ số 0 đầu tiên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào go cho mình nha, go nè. Bấm vào go. Rồi, đến bước này thì các bạn đặt mật khẩu nha. Mật khẩu thì các bạn thấy nè, phải có 8 ký tự trở lên với ít nhất một chữ số, một chữ hoa và một chữ thường ha. 8 ký tự và một chữ hoa, một chữ số, một chữ hoa và một chữ thường nha các bạn. Rồi. Ví dụ như mình đánh đại đây là các bạn đánh có thể là 8 ký tự trở lên ha, vừa số và chữ ha, và có một chữ viết hoa nha. Rồi, thì các bạn đặt sao các bạn nhớ là được. Và bảo đảm cái điều kiện đó là được. Chẳng hạn ở đây mình đặt là
1 3 5 7 đó. Rồi 9. Để đây mình đặt cho các bạn xem thôi. Ví dụ như là mình thêm chữ mật khẩu đi, thì cái chữ M mình đặt cho hoa ma hoa nè, đó, thêm chữ mật khẩu. Để mình đặt cho các bạn xem thôi nha các bạn, cái này chứ không phải là mật khẩu thiệt đâu. Cái này là tài khoản giả để mình hướng dẫn các bạn. Rồi. 1 3 5 7 9 ha. Mật khẩu cái dưới là lặp lại mật khẩu y chang nha các bạn. Y chang như phía trên. Đó. Rồi, sau khi các bạn đánh hai dòng mật khẩu giống nhau. Rồi sau đó các bạn bấm vào gửi cho mình nha, bấm vào gửi nè, nút gửi nè. Nó ghi chú đây là các bạn sẽ cần xác minh số điện thoại của mình để nhận số bi. Bạn khai thác được bi được khai thác bởi những tài khoản không xác minh quyền sở hữu sẽ bị hủy. Nếu mà các bạn không xác minh số điện thoại thì sẽ bị hủy nha các bạn. Cho nên là các bạn hãy lưu ý cái này. Mặc dù đây chúng ta đang đăng ký bằng số điện thoại nhưng chúng ta cần phải xác minh nữa. Bấm vào gửi nha các bạn. Rồi đến đây tên của bạn thì đánh như thế nào? Tên của bạn thì giúp mình đánh không dấu nha. Đánh không dấu chữ in cho mình đi. Ví dụ như giờ mình tên là Lý Quang Việt thì mình đánh là Quang Việt. Quang Việt nha các bạn. Đánh không dấu và chữ in cho mình đi. Đó. Đánh như thế này nè. Hoặc là các bạn còn cái đó, còn ở dưới là Quang Viết vậy nè. Các bạn đánh như vậy đó. Còn cái họ của bạn thì các bạn đánh một cái họ thôi các bạn. Họ Nguyễn thì đánh chữ Nguyễn vào. Còn nếu Lý thì đánh chữ Lý vô. Mà không dấu nha các bạn. Và viết in cho mình, viết rất là cẩn thận các bạn, viết từng chữ một cho rất là rõ nha. Đó, ví dụ như Lý Quang Việt thì các bạn đánh vậy đó, ở Quang Việt cái trên Lý ở dưới nha. Rồi sau đó tên người dùng của bạn, tên người dùng của bạn thì các bạn đặt cái gì cũng được, là có thể là các bạn đặt cái gì đó các bạn dễ nhớ, hoặc là các bạn đặt ví dụ như họ và tên luôn, nhưng mà viết thường không giấu dính liền nha các bạn. Chẳng hạn như mình đánh là Lý nè, đó, Quang nè, Việt, đó. Còn nếu như mà các bạn mà đánh vô á mà nó báo là đã có trùng rồi đó, thì nó có cái dòng đỏ dưới này các bạn. Chẳng hạn như mình vừa mình bỏ chữ Lý đi. Nó có dòng đỏ thì nó là trùng các bạn, nó có hiện cái tiếng Việt là để là cái tên người dùng này có sử dụng rồi thì các bạn đặt cái tên khác thôi. Đặt cái tên khác sao mà nó không trùng với người nào hết là được nha các bạn. Rồi khi mà các bạn đánh như thế này xong á, các bạn kiểm tra lại kỹ, sau đó các bạn bấm vào gửi giùm mình nha. Bấm vào gửi. Xong rồi các bạn bấm vào gửi giùm mình nha. Kiểm tra kỹ là ha. Tên đầy đủ, không dấu nha các bạn. Chứ không phải thấy tiếng Việt là đánh có dấu nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào gửi giùm mình nha. Bấm vào gửi. Đó, nếu là nó không trùng thì nó sẽ đi luôn các bạn. Còn nếu mà nó trùng thì nó sẽ không có đúng được. Rồi đến đây thì các bạn nó hỏi là ai là người mời bạn, thì các bạn nhớ giùm mình là gõ giùm cho mình là cái mã giới thiệu là Picasso nha. Picasso đó đó, các bạn thấy cái mã giùm mình không đó, mình quay nhớ giùm mình cái mã này nha. Đó, nhớ giùm mình giúp mình cái mã này ha. Sau đó thì các bạn bấm vào gửi giùm mình nha. Sau đó các bạn bấm vào gửi giùm mình nha, các bạn bấm vào gửi. Rồi khi các bạn bấm vào gửi, nó ra cái giao diện như thế này các bạn. Nó thì nó giao diện như thế này thì nó là các bạn là chào mừng đến với Bi, một loại tiền mã hóa với mà bạn có thể khai thác được, đào được với ứng dụng này. Thì đến đây thì các bạn bấm vào bắt đầu cho mình ha. Thấy cái nút đỏ bấm cho nên nào hết thôi các bạn. Rồi bấm vào nút đỏ ha. Rồi sau đó các bạn thấy nè, cái chỗ này nè, nó có cái mũi tên màu vàng, chỉ là nhấn vào để khai thác nè. Nhấn vào để khai thác thì các bạn bấm vào cái t-shirt này cho mình nha. Nha, bấm vào đây. Đó, bấm vào đó cho nó, đó. Như vậy nó ra màu xanh là nó bắt đầu nó đào rồi các bạn nè. Thấy không? Rồi, thì cái đây các bạn, đến đây để các bạn bấm vào xem tổng quan này, có nghĩa là nó đang giới thiệu, cái màn hình giới thiệu các bạn. Các bạn bấm cho nó hết luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo luôn các bạn. Các bạn đọc thì cũng được, cũng đọc cũng được. Rồi, tiếp theo. Rồi tiếp theo luôn các bạn. Rồi xem các vai trò, bấm vào đây. Rồi
Đến đây thì nó đã ra cái giao diện như thế này các bạn. Thì các bạn bấm cái mũi tên trở lại nè, nó không có gì hết, này nó chỉ là các bạn đọc lại cho để hiểu thêm thôi ha. Còn không các bạn bấm trở lại nè, bấm mũi tên này nè, bấm trên cùng nữa các bạn nha. Bấm đây nè, trở lại đó. Rồi các bạn bấm vào dismiss cho mình nha, bấm vào đây nè, nè cái chữ dismiss nè đó, để nó ra màn hình chính các bạn đó. Đây chính là màn hình chúng ta đã cài đặt thành công Bi nha. Rồi tiếp theo là các bạn bấm vào sửa tên cho mình nha, cái này mình có cái video hướng dẫn các bạn nha. Bấm vào sửa lại tên nè đó. Rồi các bạn để ý nè, ở đây nó cho bạn 14 ngày nha, 14 ngày các bạn để sửa tên lại nè, 13 ngày cộng với lại 23 giờ 55 phút 05 giây nha, để các bạn được sửa tên lại nha. Thì các bạn bấm vào sửa tên, thì mình có cái video sửa tên nha, các bạn có thể coi trên cái kênh YouTube của mình. Thì bấm vào sửa tên thôi, thì các bạn cái tên của bạn có sai không, đây cũng giống vậy. Dù Lý Văn Việt thì đây các bạn để tên của bạn là Lý Quang Việt viết hoa không dấu, dưới đây là Lý ha. Rồi các bạn nhấn vào đây để sửa tên tiếng Việt nè đó. Cái này mình có video các bạn, mình hướng dẫn sơ các bạn là nha, thì thôi chứ mình không có làm cái video đâu, rất là dài. Rồi còn một cái nữa là các bạn sau khi các bạn đăng ký thành công rồi, các bạn hãy vào đây ba chạm ba gạch nha, rồi các bạn vào profile nha, này mình cũng có video rồi. Rồi các bạn xác minh số điện thoại nha, bạn xác minh số điện thoại bằng cách bấm vào số xác minh nè. Rồi xem cái video trên kênh YouTube của mình cũng có cái video để hướng dẫn các bạn xác minh số điện thoại rồi. Và các bạn bấm vào xác minh Facebook nữa. Ở đây thì mình Facebook mình xài rồi, cho nên mình chỉ hướng dẫn thôi, không có xài tài khoản này ha. Rồi sau đó các bạn bấm vào xác minh Facebook, thì các bạn có Facebook thì đăng nhập vào ha, là nó ra dấu check xanh như thế này là được nha các bạn. Nhớ là ba cái dấu check xanh này mới có thì mới được nha. Rồi thì đăng ký Bi nó đơn giản như vậy thôi, không có gì khó khăn. Và các bạn nhớ rằng chúng ta phải xác minh số điện thoại và Facebook khi mà các bạn vừa tạo xong tài khoản nha, để số Bi ban đầu nó không bị mất nha. Rồi mỗi ngày các bạn sau 24 giờ nè, các bạn biết được 24 giờ các bạn bấm vào dấu check màu xanh nè. Rồi các bạn thấy trên này không, nó có 23 giờ nè. Các bạn thấy không, 23 giờ 57 phút nè, 10 giây nè còn lại nè. Thì sau cái thời gian đó các bạn đi vào bấm vào tia sét này để nó tiếp tục đào nha. Nếu bạn quên thì nó sẽ không đào và không có đâu nha các bạn. Rồi nhớ đăng ký qua cái mã giới thiệu của mình là Picasso thì các bạn sẽ nhận được một Bi thưởng nha. Còn nếu các bạn mà không có ghi mã mời thì không có được thưởng nha các bạn. Rồi thì đăng ký Bi vậy rất là dễ dàng các bạn, và các bạn biết rằng là Bi rất là phổ biến rồi, trên 10 triệu người sử dụng app Bi này rồi. Và nếu như các bạn không nhanh tay đăng ký thì sau này mình sẽ lỡ cơ hội rất nhiều. Bi có khả năng lên 1 đô, 5 đô, 10 đô, 100 đô, 300 đô bình thường các bạn. Rồi và chuẩn bị mainnet rồi các bạn. Với lại nữa là hiện giờ là nó đang giảm tốc độ đào các bạn. Nếu các bạn không làm sớm thì nó sẽ giảm tốc độ đào nữa, thì lúc đó các bạn không còn cơ hội nhiều nữa đâu. Giống như BTC ngày xưa thôi, Bitcoin ngày xưa người ta cũng coi như là rác, bây giờ thì giá như thế nào, gần 20.000 đô một BTC, thì Bi cũng giống vậy thôi các bạn. Cho nên các bạn hãy tranh thủ cơ hội mà làm cho tốt nha. Rồi nếu các bạn thấy cái video là hấp dẫn thú vị thì làm ơn cho mình một like, sau đó sẽ chia sẻ cho nhiều người để biết cách đăng ký, hoặc là các bạn có thể là giới thiệu nhiều người bằng cách là sử dụng video của mình cũng được, không sao cả. Rồi đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những cái video nào hoặc thông tin nào cần thiết thì mình sẽ up lên kênh YouTube của mình để các bạn xem và theo dõi. Và có gì không hiểu các bạn có thể bình luận dưới video để mình có thể giải thích cho các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công, chúc các bạn cài được app và đào được nhiều Bi thật nhiều trong tương lai, và chúng ta kiếm thật nhiều tiền. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.